Xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp lại các bạn trên kênh của Nguyên. Hôm nay Nguyên chia sẻ một món ăn từ tôm với lại bánh mì sandwich rất là dễ làm và ngon nữa. Món này thì chắc nhiều người đã từng ăn trong món khai vị của nhà hàng người Hoa. Bây giờ thì Nguyên mời các bạn xem video. Nguyên liệu chính để làm món này là tôm với lại bánh mì sandwich. Tôm sau khi bóc vỏ thì mình rửa sạch, sau đó lấy chỉ lưng và lau khô. Còn mè trắng thì sử dụng 50g, mè trắng này thì mình không cần phải rang nha. Bánh mì sandwich thì mình dùng cái loại màu trắng nha, mình không có mua cái loại ngọt, vì cái loại ngọt á chiên nó rất là nhanh khét. Khi mua bánh mì về thì mình nên lấy ra, sau đó mình để ngoài nhiệt độ phòng á, chỗ nào thoáng mát ha, cho bánh mì nó khô lại thì mình chét thịt nó dễ chét hơn, với lại chiên á nó cũng giòn hơn đó. Tôm sau khi rửa sạch và lau khô rồi thì mình dùng con dao đập cho nó dẹp ra, sau đó thì mình cắt nhuyễn. Tôm đã cắt xong hết thì mình cho lên cái thớt, rồi Nguyên cho vào đây nửa muỗng canh bột năng để mình bằm chung với tôm. Có bột năng vào mình bằm chung với tôm thì giúp cho thịt tôm này nó sẽ dai hơn rất là nhiều. Ở những video kỳ trước thì Nguyên cho bột năng vào trong cái tô, sau đó mình quết thịt tôm. Nhưng mà Nguyên phát hiện mình bằm như vậy thì thịt tôm nó dai hơn rất là nhiều. Rồi mình cho tôm vào một cái tô lớn. Hôm nay thì Nguyên không có sử dụng mỡ heo, do nhiều bạn hỏi Nguyên nếu không có mỡ heo thì mình có làm được không. Rồi bây giờ mình nêm nếm vào đây luôn. Nguyên cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột nêm hải sản hoặc là bột nêm gà cũng được ha, một muỗng cà phê dầu mè, 1/8 muỗng cà phê tiêu. Thịt tôm này nếu hoàn toàn không có mỡ thì ăn nó sẽ không có được ngon, cho nên Nguyên cho vào đây một muỗng canh dầu ăn. Cho dầu ăn vào thì cũng giúp cho thịt tôm nó dai và ăn nó không có bị sạm ha. Và cho vào đây thêm 10g ngò rí, cho ngò rí vô thì thịt tôm nó sẽ rất là thơm. Sau đó mình đeo bao tay, mình trộn cho gia vị với lại tôm nó hòa quyện vào với nhau. Mình trộn tôm theo cái kiểu mà mình xoay cái tay theo một chiều kim đồng hồ ha. Rồi sau đó thì mình đập tôm. Mình đập chừng mấy cái là thịt tôm này nó sẽ rất là dai. Tôm sau khi quết xong thì mình cho lên cái đĩa, rồi mình bọc phút ráp. Bây giờ thì mình cho vào ngăn mát tủ lạnh á, mình để khoảng nửa tiếng mình mới làm ha. Mè này á, mình phải rửa cho nó ướt thì khi mình lăn vào thịt tôm á, nó ít bị rớt ra ngoài trong bút chiên đó. Rửa xong rồi thì mình cho lên cái rây á, để cho nó nhiễu bớt nước. Rồi bây giờ thì mình lấy bánh mì sandwich ra để mình cắt luôn. Bánh mì sandwich á, một miếng như vậy thì mình sẽ làm được là 4 cái tam giác. Cái ở ngoài này á, thì mình phải cắt bỏ nha, tại vì cái màu nó rất là sậm, nếu mà mình không cắt bỏ lúc mà mình chiên á thì nó sẽ rất là nhanh khét, làm cho cái bánh mì á, nó nhìn nó không có đẹp mắt. Sau khi cắt xong á thì mình cắt chéo như vậy nè. Mình cắt thành 4 cái tam giác ha. 5 lát bánh mì sandwich thì Nguyên cắt ra được là 20 cái góc tam giác này nha. Bây giờ thì mình lấy tôm ra mình làm luôn. Tôm á, mình phải để vào ngăn mát tủ lạnh á, từ 30 phút cho đến 1 tiếng á, thì cái tôm nó dai hơn. Lúc mà mình chét vào bánh mì á, nó cũng dễ chét hơn ha. Nếu mà các bạn sợ làm không đều tay á, thì mình lấy tôm đi mình cân có bao nhiêu lạng. Sau đó thì mình chia ra mỗi một miếng bánh mì sandwich là dùng bao nhiêu gram tôm. Còn Nguyên thì thấy chét đầy hết là nó vừa đủ cho 20 miếng. Sau khi mình cho thịt tôm lên cái miếng bánh mì sandwich rồi á, thì ba góc á, mình cũng phải chét cho có thịt tôm ha. Rồi thí dụ mà nó lòi ra thì mình vét cho nó bằng lại nè. Như vậy thì chút nữa mình chiên xong nó sẽ đẹp mắt hơn. Mình chét phải bằng phẳng ha, đừng có bên cao bên thấp thì lúc nữa chiên không có đều. Thì các bạn cứ làm hết cái phần còn lại. Thông thường thì Nguyên sẽ chét thịt tôm lên từng miếng bánh mì xong hết rồi thì mình mới lăn mè.
Khi mà thấy mè nó bám đầy hết trên cái thịt tôm rồi là được nè. Các bạn làm nhẹ tay ha, nếu không thì cái thịt tôm á nó bị dẹp lép á, không có được đẹp đó. Do mè này nó ướt á cho nên mà mình lăn vào trong thịt tôm á nó rất là dễ bám. Rồi mình cứ làm hết cái phần còn lại ha. Nguyên đã làm xong rồi thì bây giờ mình bắt chảo mình chiên luôn. Chuẩn bị một cái chảo, sau đó thì mình cho dầu ăn vào. Lúc ban đầu á, dầu ăn mình không có nên cho nhiều quá nha. Tại vì mình cho nhiều quá thì nó ngập qua cái phần bánh mì luôn á. Chiên xong á, bánh mì nó rất là nhanh bị khét. Lúc này thì Nguyên đang dặn lửa là trung bình thấp. Mình để đôi đũa vào trong dầu á, kiểm tra độ nóng. Nếu mà thấy đũa nó sôi bọt nhẹ như vậy là được. Rồi mình cho bánh mì vào trong dầu mình chiên luôn. Các bạn chiên cái mặt thịt tôm trước nha. Cái lượng dầu á, mình canh làm sao mà nó vừa ngập qua cái tôm là đủ. Nếu mà các bạn cho dầu nhiều quá mà nó ngập lên tới cái phần bánh mì luôn á, thì ở ngoài rìa bánh mì á, nó rất là nhanh vàng. Do chút nữa mình còn lật mặt bánh mì mình chiên nữa ha. Cho nên á, các bạn chiên cái mặt tôm á, thì phải hạn chế chiên trúng bánh mì luôn. Như vậy thì lúc chiên xong á, bánh mì á, với lại cái mặt thịt tôm á, nó vàng đều á, rất là đẹp. Mình chiên 10 miếng trước nha. Lúc chiên thì các bạn phải đứng canh luôn, tại vì chiên cái này á, nó rất là nhanh, chừng 1 cho đến 2 phút là xong. Thỉnh thoảng á, thì mình gấp một miếng lên á, mình kiểm tra, nếu mà thấy miếng nào mà nó vàng rồi á, thì mình lấy ra luôn. Còn như mà miếng nào nó còn hơi trắng á, thì mình để thêm một chút nữa. Khi mình lấy lên á, mình canh cái màu của mè nó vàng thì gấp ra ha, cho nên mè á, thì mình không cần rang sẵn. Các bạn thấy là tuy dầu mình không có cho ngập qua bánh mì nhưng mà ở ngoài rìa nó bị một vòng nó đậm màu hơn đó. Nếu mà thấy vàng đều hết rồi á, thì mình cứ gấp lên hết luôn. Nguyên đã chiên xong hết 20 miếng rồi thì cái lượng mè nó rớt ra rất là ít ha. Bây giờ thì mình lấy cái dụng cụ mình vớt sạch mè luôn, làm cho cái dầu này nó sạch đó, thì mình chiên bánh mì nó sẽ không có cái mùi khét ha. Lượng dầu này không có đủ để chiên bánh mì cho nên Nguyên phải thêm dầu vào chảo nữa. Khi cho dầu vào chảo rồi thì mình phải bật lửa lớn hơn một chút nha, cho cái dầu này nó nhanh sôi. Mình kiểm tra độ nóng bằng cách á, là mình dùng một miếng bánh mì mà lúc nãy mình cắt bỏ đó cho vào trong dầu. Nếu mà thấy vài giây á, cái bánh mì mà nó vàng á, thì được. Nếu mà còn chưa có đủ vàng á, thì tức là cái dầu này á, nó chưa có đạt độ nóng ha. Bánh mì phải đủ vàng như vậy là được nè. Nếu mà mình kiểm tra bằng cây nhiệt kế thì cái dầu nóng bây giờ là khoảng 180 độ ha. Như vậy là được rồi nè, thì mình cho bánh mì vào mình chiên. Bánh mì này thì chiên rất là nhanh cho nên mình phải nhanh tay mình cho vào ha. Khi cho vào rồi á thì mình lần lượt giống như là những cái mình cho vào trước á thì mình phải gấp ra trước, do cái thời gian chiên bánh mì á, nó rất là nhanh. Khi cho vào xong hết rồi thì cái miếng đầu tiên nó đã được rồi nè. Cái vàng như vậy thì mình cứ lấy ra hết ha. Nếu mà các bạn sợ làm không có kịp á, thì mình có thể chiên từng miếng nha. Mình cho vào á, mình lắc vài cái chừng 10 giây đổ lại thôi thì nó đã đủ vàng rồi. Nếu mà mình thấy đủ vàng rồi thì mình cứ gấp ra. Thì Nguyên cũng có chiên qua bằng lò chiên không dầu ha, nhưng mà Nguyên thấy ăn nó không có ngon bằng, do bánh mì á, mình chiên bằng dầu á, thì nó sẽ giòn và nó xốp hơn. Còn mà mình để vào trong cái lò chiên không dầu á, thì cái bánh mì hình như ăn nó hơi giống như là mình nướng thôi chứ không phải là mình chiên á, thì ăn nó hơi khô khô á, nó không có được ngon lắm. Lúc mà mình chiên bánh mì á, mình cũng phải trừ hao nha. Tuy là mình gấp lên thấy nó chưa có vàng lắm, nhưng mà mình lấy lên rồi á, thì dầu nó còn nóng á, thì bánh mì nó sẽ chuyển màu, sẽ đậm hơn một chút nha. Như vậy là Nguyên đã chiên xong hết 20 miếng rồi. Cái loại bánh mì này á, thì mình ăn nóng sẽ là ngon nhất nha. Nếu mà mình để lâu á, thì cái phần bánh mì á, nó sẽ bị mềm á, còn cái thịt tôm thì nó vẫn ngon. Mình chiên xong á mà cái màu như vậy là rất là đẹp nè.
Ở ngoài thì nhìn nó không có khác nha, chắc là do đèn của nhà Nguyên nó hơi vàng đó. Cái này mình ăn với sốt mayonnaise là Nguyên thấy rất là ngon, Nguyên xin phép ăn trước nha các bạn. Khi ăn vào thì cái phần bánh mì nó giòn giòn xốp xốp rất là ngon, còn thịt tôm thì rất là vừa ăn rất là dai. Còn đây là cái miếng mà Nguyên nói là chiên bằng lò chiên không dầu thì nó màu sắc như vậy. Thí dụ ai mà không thích ăn dầu mỡ thì mình có thể chiên bằng lò chiên không dầu, nhưng mà Nguyên nói trước thì nó sẽ không có ngon bằng ha. Video đến đây Nguyên xin tạm ngừng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của Nguyên. Nếu các bạn thích video này thì hãy cho Nguyên một like và một đăng ký kênh. Nguyên cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Xin chào tạm biệt các bạn. Tớ chào tại ca sau thảy.